Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình quay phần mới nhưng mà bài cũ, đó là Thọ Thế Bảo Nguyên. Mình bắt đầu viết với bài viết có tên vị thuốc là Phường Sơn. Mình viết: Sơn khổ là đắng, hàn là lạnh, triệt ngược, ngược là sốt rét, triệt ngược là cắt, cắt đứt sốt rét. Trừ đàm trị thương hàng nhiệt thủy trướng năng khoan mình là đọc lại một lần ha. Thường sơn khổ hàn triệt ngược trừ đàm
trị thương, hàng diệt, thủy trướng, năng khoan. Rồi, chào tạm biệt các bạn.